Siêu Nhân xin chào cả nhà mình ha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Chúc cả nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng ha, ngập tràn niềm vui nha. Hôm nay Siêu Nhân quay clip này cho cả nhà mình xem việc mình đổ nền bê tông cho trạm cứu hộ chó mèo máy ấm của Như Nguyên ha cả nhà mình ha. Bây giờ Siêu Nhân xin xây camera lại, mời cả nhà mình xem clip. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Siêu Nhân, nhớ bấm like, bấm chuông, bấm đăng ký nhận những thông báo mới nhất của Siêu Nhân ha. Mời cả nhà mình xem clip. Rồi, Siêu Nhân xin chào cả nhà mình. Ngày mới Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì cả nhà mình thấy hôm nay Siêu Nhân bắt đầu cho cán cái nền lại, sửa lại cái nền nè cả nhà mình. Bây giờ mình cán lên 5 phần 6 phần bê tông lại nữa cả nhà ha, để cho cái nền mình nó không gặp sự cố nữa. Và thì cái bữa trước thì nó bị sình lầy quá thì Siêu Nhân gặp sự cố, còn hôm nay thì cả nhà mình thấy như vậy là chắc chắn 100% là không gặp sự cố rồi ha. Bởi vì cái lớp bê tông cũ này ở dưới là làm cái chân đất cát và nước là không có xì lên, và đồng thời Siêu Nhân có cho rạch ha, cho rạch cái nền mình bấy hết, bấy hết để cho xi măng mới xi măng cũ nó bám với nhau đó cả nhà mình. Siêu Nhân rạch hết hết và rắc hồ dầu ha, rạch và rắc hồ dầu và đổ bê tông tiếp tục nha cả nhà mình. Thì nếu mà mình đổ lần hai này nữa là chạy với cái nền mình là trên một tấc bê tông luôn cả nhà mình. Một tấc hai tấc ba tấc hai tấc một tấc một tấc hai tấc ba chứ không bao giờ chỗ nào dưới tấc được hết, chỗ nào nó không có dưới được như vậy. Đâm ra là cái nền này rất cứng nha cả nhà mình, không có chỗ nào dưới tấc được. Bởi vì là bữa trước là mình đổ 6 phân ăn lên, hôm nay mình đổ 5 phân ăn lên, thì coi như là cái nền mình chỗ nào mà dày bê tông là phải đạt đến mức 1.3 luôn. Một bao xi mình có ra được cái 4 xe rùa vậy cả nhà mình, mà 4 xe là không phải là xe đầy nữa nha, cái gì vừa đây một xe nữa như vậy đây đó. Một bao xi mình ra 2 xe vậy nè, một bao xi mình ra 4 bao vậy, 4 xe vậy nè. Siêu Nhân tiếc là cái nền cũ của mình á, Siêu Nhân chải chuốt rất là kỹ, chạy chuốt rất là kỹ luôn, nó rất là đẹp vừa ý, mà giờ phải cào lên bỏ ra rồi đổ thêm một lớp nữa. Nhưng mà nó cũng không có mất mát đi đâu cả nhà ha, nó cũng nằm ở trong đây, nó cũng bê tông nó dày lên thì nó cứng. Rồi cả nhà thấy Siêu Nhân đã cho đổ lại cái nền này cả nhà ha, cho đổ sửa lại cái nền. Thì bây giờ thợ đang đánh bóng lên nha cả nhà mình, đang chuốt lại cái nền ha, đánh bóng lên ha. Thì đổ lại lần hai mà cả nhà mình thấy lại cái nền này cũng Siêu Nhân cũng o bế rất đẹp nha. Chạy như cái nền mình hai lần đổ là chỗ nào mỏng nhất á, chỗ nào mỏng nhất là một tấc, chỗ nào ấy là phải lên tấc ba bê tông cả nhà mình. Hai lần làm tấc mấy bê tông cái nền này. Thợ đang qua bàn trà, đang qua bay làm lấy mặt, lấy cái mặt cho láng lại cả nhà ha, đang so cho láng lại. Lúc này là đổ mà mới so tới đây thôi nè. Cả nhà mình thấy cái khúc mà chưa so nó sẽ còn có dấu có vết ha. Khúc so rồi sẽ là rất đẹp nha. Là mình chịu khó mình giữ cho các bé sao đừng có vô nữa, đừng cho tụi nó vô có dấu chân.
đó. Bỏ qua tới mấy bên đây rồi, nhà mình thì lần hai này là buộc lòng mình phải đổ lên trên cái nắp hầm luôn nha cả nhà. Bởi vì bây giờ cái nó hao tốn hơi nhiều của cái nhà mình, thì cũng do một phần nhân coi như là chủ nhân làm bị hư đi, thì là mình phải đổ lần hai là chồng lên luôn với cái nắp hầm thêm một lớp nữa nó mới liền lạc được. Chủ nhân làm cho liền lạc ha, chồng lên nắp hầm một lớp nữa nè cái nhà mình. Rồi như vậy thì cái nhà mình yên tâm ha. Cái nói về cái nền này thì bây giờ là không còn phải suy nghĩ gì nữa cả nhà ha, 100% rồi, chứ không còn 99, 98 gì nữa cả nhà, không còn phải suy nghĩ nữa là với cái độ dày của bê tông và với cái độ chắc của cái nền ha. Đổ xong mà chưa có so thì nó dày thôi, cả nhà mình so rồi nó mới đẹp. Cả nhà mình thấy cuối cùng cũng đổ lại cái nền xong rồi cả nhà mình, nhưng mà bây giờ phải đêm nay phải thức canh để làm mặt cái lại. Đổ lại lần hai thì cả nhà mình thấy cái nền nó ví dụ nó dày lên á, nó cao ráo lên thì nói chung là nó tăng đẹp lên, mà con cái thì tiền nó nhiều. Bây giờ mấy anh em thợ phải thức đêm làm mặt cái lại. Chủ nhân nói là phải cái bề mặt là lên cho nó đẹp, thì ráng mình đổ xong á trong ngày thì tối nó cái này mình phải thức mình làm, chứ thôi nó khô là làm không có ăn, nó khô mà nó làm không có ăn thì nó không có, nếu mà mình làm ẩu thì nó không có chắc, nó có bền ở nhà mình. Hai cái lớp xi mà nó khô rồi á, mình đi lên lại lớp thứ hai thì không, thời gian nó sẽ dọp, làm gì nó không bao giờ nó dọp, nhưng phải thức canh, buộc lòng phải canh. Thì đêm nay nó là cái nền mình sẽ hoàn thiện nha cả nhà mình. Cái này là chưa xong nha cả nhà nha, cái này là mới có chà thêm một lớp rồi mà còn rắc xi măng lên lần nữa nha, rắc hồ dầu lên nữa rồi chà thêm một lần nữa ha, nó mới bóng lên luôn, láng và bóng lên luôn, nó mịn luôn á, là nó sẽ mịn giống như là gạch men gạch của mình luôn á, là nước nó không có thấm được, cái này là nước không có thấm nha cả nhà mình nha. Thí dụ như nó khai nó hôi lâu dần dần là nó thấm, còn mình làm kiểu này là nó không có thấm được thì nó không có hôi cái nhà mình, nước mình dội là sạch luôn, chứ nói chung là nó gần giống như gạch men, nó chín mùi với gạch men, nó có một cái lớp xi ở trên mình nè, nó là mình qua bay nó dễ giặt, nó trét hết những cái lỗ bọt lỗ mọt rồi hết ha, là nó không còn thấm được nữa. Này là mới phá thôi nha cái nhà mình, ngày mai sinh nhân sẽ cho cái nhà mình coi nó hoàn thiện rồi nó sẽ khác đi như vậy nha, chứ phải nói vậy. Phải nói tóm lại là nó hơi cực khổ cho anh em thợ, là phải thức đêm canh cả nhà mình. Thì giờ này là cũng 10 giờ rồi đó, 10 giờ tối rồi đó, mà giờ nhà mình thấy còn thức đêm phải canh làm. Đêm nay chắc cũng lại có thể là cũng sáng đêm nữa mới xong được cái nền này. Mà nó bự quá cả nhà mình, nó dài tới 31-32 mét lần, mà từ đầu này lên tới đầu trên tới ba mấy mét lần, lên tới đầu trên này. Cái này là chà được nè, nước hai nè, còn đi làm một bát nữa là xong nha cái nhà mình. Còn mấy bên chuồng mấy nó kỳ nè, đi một bát nữa là rồi á. Không có sọc, không có gì, không có mọt, không có gì bọt hay gì hết cả nhà ha, mình qua bay mà. Thôi hôm nay sinh nhân ít phút chia sẻ cho cả nhà mình xem việc làm nền đến đây ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem clip ủng hộ kênh sinh nhân nha. Bây giờ sinh nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn cả nhà mình trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà mình nha.